Còn tất cả chúng con là những bệnh nhân mới vô hôm nay nha. Thì trước tiên là cha không biết hết các thập đỏ, bây giờ ai ngồi cứ ngồi nha, cứ ngồi xuống hết cho cha. Bây giờ cha xin mời các thập đỏ đứng lên để cho cha nhìn thấy mặt gương mặt các của các thập đỏ bị nhiều quá, và các tỉnh 63 tỉnh thành cha không biết hết được. Xin thầy Tiến quay cho cha một chụp cho cha một quay hình để cha biết được các chủ tịch của thập đỏ nha. Rồi. Cha xin cảm ơn tất cả anh em chủ tịch của thập đỏ nha. Xin mời ngồi xuống nha. Mời ngồi xuống. Rồi. Bây giờ trước tiên cha nói với chúng con là những người bệnh nè. Nơi của cha ở là nơi tu chứ không phải là nơi chữa bệnh. Chúng con bệnh nhân nghe rõ nha. Vì thế chúng con là 63 tỉnh thành có mặt ở đây. Chúng con không thể nào không có cái nguyên tắc được phải giữ kỷ cương phép nước lệnh vua lại này. Lý do cha nói vì các chủ tịch của thập đỏ đưa chúng con về đây là người ta đã chịu trách nhiệm với cha. Vậy nếu chúng con về đây mà chúng con sống sai nguyên tắc ở đây thì cha cũng nhục nhã với các thập đỏ như đó. Cha nói đúng vậy không? Đúng ạ. Rồi các thập đỏ cũng ngại ngùng với cha vậy. Có phải vậy nè? Như vậy chúng con là bệnh nhân, chúng con không được phép sai phát đồ. Mà nếu chúng con sai phát đồ là chúng con sẽ bị đuổi ngay tức khắc, vì ba miền Bắc Trung Nam ở đây cha không nghe được thứ tiếng nào đâu. Cha miền Nam mà nghe nói miền Trung cha nghe không nổi, thì cha không hiểu luôn. Vậy cha mong rằng các bệnh nhân phải giữ kỷ cương, và các thầy khi các thầy đuổi mình là một xứng đáng vô cùng, vì các thầy không bao giờ đuổi một ai mà phải để là hậu quả. Nó là như vậy nha. Ngày hôm qua cha nghe nói là các thầy đuổi 2 ca, thì 2 ca đó phải chấp nhận là mình đã sai cái nguyên tắc ở đây thì phải bị đuổi thôi. Vì ở đây bây giờ không còn thương lượng nữa, thương lượng từ bi với chúng con là vô trong này. Khi vô trong này chúng con phải giữ đúng cái nghiêm minh đó. Tại sao cha nói giữ đúng? Bởi vì bệnh của chúng con là bệnh chết. Nếu như chúng con không, cha không giữ kỷ cương là chúng con sẽ chết. Ví dụ đây là một cái nhà lá, chúng con muốn leo lên cái nhà này, chúng con chỉ cần đu cái cây là lên tới nóc nhà. Mà nếu đây là một cái nhà 10 tầng lầu thì chúng con muốn lên tới tầng thứ 10, chúng con phải bắt một cái dàn giáo thật là kỹ lưỡng, chúng con mới dám leo lên. Nếu leo lạng hoạng sẽ chết. Vậy thì nếu chúng con là cảm mạo 4 mùa thì chỉ cần mua thuốc tây uống nhẹ nhàng là hết bệnh, giống như cái nhà lá leo lên là xong. Nhưng chúng con là ung thư giai đoạn cuối mà tất cả các bác sĩ trên trần gian bó tay, chứ không phải nói bác sĩ Việt Nam. Vậy thì chúng con về đây chúng con giống như một căn nhà 10 tầng lầu, mà nếu không bắt một cái dàn giáo thật kỹ cương, thật nghiêm minh thì không thể nào leo lên tới căn nhà đó được. Thì nếu họ cái nguyên tắc chữa bệnh mà không kỹ cương với chúng con là đồng nghĩa đưa chúng con đi chết. Cha nói vậy các thập đỏ đồng ý không? Nhất trí phải không nè? Vậy thì cha khó khăn với bệnh nhân, các thập đỏ có ghét cha không? Có bực mình với cha không? Vì nếu cha không khó khăn với bệnh nhân, cha làm mất mặt các thập đỏ đúng không? Các thập đỏ tin tưởng cha, gửi bệnh nhân về cho cha, cha phải giữ đúng. Vì cha không muốn các thập đỏ phải khó xử với người khác. Khi đưa về đến cha rồi thì cha có quyền khó với bệnh nhân. Và cha khó đây là cha cứu người mà, chứ không phải cha khó là cha giết người. Mà cha khó đây là cha làm cho các thập đỏ của 63 tỉnh thành phải hãnh diện với các nước trên thế giới, chứ không phải hãnh diện với Việt Nam. Việt Nam 63 tỉnh thành đang có mặt đây rồi, hãnh diện gì nữa? Đây là nơi con rồng cháu tiên của ta rồi. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Đâu có chuyện mà anh ở miền Nam, tôi ở miền Bắc. Ông cha thường ở miền Nam thì tôi miền Bắc vô miền Nam. Ông cha thường ở miền Trung thì tôi từ miền Nam ra miền Trung. Mà ông cha thường ở miền Bắc thì tôi từ miền Nam ra miền Bắc. Chuyện bình thường. Nhiễu điều phụ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy với cùng. Tuy rằng Nam Bắc nhưng... Tự nhiên hiểu em, chung một vàng quá nè. Tuy rằng Nam Bắc nhưng chung một vàng. Vậy thì cha không thấy cha là người Nam hay người Bắc hay là người Trung. Cha thấy là cha là người của tổ quốc Việt Nam, đồng ý nè. Cha sống ở đất nước Việt Nam thì cha phải tuân thủ cái quy luật của Việt Nam. Nếu giờ đây cha là người quốc tịch Mỹ thì cha phải tuân thủ theo cái quốc tịch, cái nguyên tắc của Tổng thống Donald Trump. Còn cha là người Việt Nam
cha phải tuân thủ theo cái quy ước, cái công ước của chính phủ Việt Nam. Cha nói vậy các thập đỏ đồng ý không? Vậy nếu cha có khó với bệnh nhân, các thập đỏ không được trách cha, đúng không? Mà khó để cứu người, chớ không phải khó để giết người. Vì nơi này là nơi yêu thương và cho không. Đưa anh về đây để cứu anh, chứ không phải đưa anh về đây để giết anh. Nếu mà không muốn cứu anh thì tôi không bao giờ đụng đến anh. Bởi vì ở đây cha không chính trị, cha không quân sự, cha không buôn bán, cha không nổi chết. Tất cả là yêu thương và cho không. Cha không có một ý đồ gì khác ngoài cái chuyện bảo vệ sự sống của chúng con. Vì thế lời cha nói hôm nay đó chính là lời của viện trưởng và các thầy sẽ ban bố tiếp theo bắt đầu từ ngày mai. Luật pháp như thế nào, nghiêm minh quy định trong này như thế nào thì các bệnh nhân phải lo mà giữ mình. Và khi bệnh nhân nào bị đuổi thì vui vẻ mà ra về, và cha sẽ báo về cho thập đỏ nó biết để thập đỏ nó không trách cha được. Đồng ý không nè? Và thập đỏ nó không có buồn, không có buồn tại sao cha đuổi. Và thập đỏ nó trả lời với ủy ban rằng tại vì ổng đứa người bệnh nó sai thì tao đủ, chứ không có gì cả. Cha làm như vậy là công khai trước mặt thiên hạ, đúng không? Cha không muốn cho mọi người phải bị hiểu lầm hay là bị khó khăn gì cả. Đó là như vậy. Riêng về những người nuôi thì chúng con phải ráng chai tịnh với người bệnh. Điều này là điều cha cần nhất. Phải ráng chai tịnh với người bệnh, phải ráng hy sinh với người bệnh. Và tất cả những cái quy định ở đây người nuôi phải theo để cứu được người bệnh. Các thập đỏ, hồi nãy có một thập đỏ đại diện miền Nam, ông nói là ông tới đây ông mệt quá, hồi 10 giờ đêm ông thức. Mà bây giờ mình vô trong này, mình không giữ quy định, mình để cho người nuôi mình mà bị trật phát đồ đuổi về, mình nói chuyện làm sao với thập đỏ đây? Người ta dám bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cơ quan. Trước khi các thập đỏ đến đây, các thập đỏ này có một con dấu. Mà nguyên tắc của con dấu của các thập đỏ là giữ ở cơ quan. Anh không được rút ra khỏi cơ quan. Mà nếu anh muốn rút ra khỏi các cơ quan thì anh phải làm một cái đơn. Cái đơn đó là đơn xin lấy đem con dấu đi ra khỏi cơ quan trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà thư ký đang giữ con dấu, thập đỏ chỉ có ký thôi, rồi đem qua thư ký đóng mộc. Nếu thư ký không đóng mộc thì thập đỏ cũng chịu thua luôn. Vậy con dấu đó là thư ký giữ, mà thập đỏ chỉ ký tên vô rồi chuyển xuống thư ký đóng mộc. Vậy thì thập đỏ muốn mang con dấu ra khỏi cơ quan đem về tới đây, thập đỏ phải làm một cái đơn. Đơn xin mang thập đỏ con dấu ra khỏi cơ quan trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu tôi đến nơi cha tường, tôi ký sai, tôi đóng mộc sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn thư ký không có gì cả, bị thư ký giữ mộc. Không biết cha nói vậy có đúng không? Phải đúng vậy không nè? Như vậy đó. Vậy các bệnh nhân thấy các thập đỏ này để đưa mình tới đây là một cái công chuyện khó hơn lên trời. Nhưng mà vì chúng con chết tới nơi rồi, người ta bỏ tất cả mọi thứ, dù ở tù người ta cũng chấp chúng con gì. Cha nói đúng không nè? Vì cái mạng con mà người ta phải bỏ tất cả. Vì con là anh em một nước phải thương nhau cùng. Cha cũng vậy, các chị đang ngồi đây cũng vậy. Vì người trong một nước phải thương nhau cùng. Vì thế mà cha mới xả thân, các chị này mới xả thân, các thập đỏ mới xả thân. Cha nói như vậy là đã quá lời rồi. Còn những cái gì sau đó thì các thầy hãy truyền lệnh của cha nha. Truyền lệnh của cha và đối với cha. Nghe kỹ nè. Đi không đổi tên, vì tên của cha là cha đặt cho rồi. Ngồi không đổi họ, đứng là không đổi kiểu, nằm là không trở mình, chạy là không đổi không đổi áo quần. Tóm lại cha muốn nói với chúng con rằng quân lệnh của cha như sơn. Cha phán điều gì là không được xin nha. Quân lệnh như sơn, bởi vì ở đây 63 tỉnh thành và sắp tới đây là còn rất nhiều người trên đất nước Việt Nam của chúng ta ung thư chạy về đây. Việt Nam của chúng ta gần 300.000 ca ung thư mỗi một năm, như mỗi một ngày như vậy chết 300 mấy chục người vì ung thư. Mà tới đây ta cứu sống như vậy là quá đẹp, đẹp quá quê hương, ôi hô quê hương đẹp vô vàng rồi còn gì nữa.